Phạm Hiếu bán đất vườn xin chào tất cả các anh chị em cô chú. Thì chiều hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2020 thì mời các anh chị em cô chú mình theo dõi Phạm Hiếu nha các anh chị em. Phía trước đó, màn hình của mình đây là con đường tỉnh lộ 816, anh em đi thẳng khoảng chừng 2 cây số nữa thì anh chị em gặp chợ Bình Hòa Nam, rất là sung túc, ủy ban nhân dân và trường mầm non cấp 1, cấp 2 các anh chị em. Và bây giờ chủ đang rất là kẹt tiền, nhờ Phạm Hiếu ghi hình cái miếng đất này để chào bán cho các anh chị em. Thì miếng đất này từ trong đường trước mặt màn hình là đường tỉnh lộ 816, quẹo vào miếng đất là 200m nha các anh chị em, 200m là đủ miếng đất đó. Thì bây giờ cái đường này quẹo vô nè anh em ơi, tới rồi. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vô đường này bằng phương tiện gì anh? Đường này bằng phương tiện sao ơi nha các anh chị em cô chú. Đó thì anh chị em cô chú theo dõi nha, rồi vô đó mình sẽ giới thiệu cụ thể luôn. Đây là cái khu đất này là nhà cửa thì cũng rất là đông nha các anh chị em, điện đủ và nước wifi đầy đủ cho các anh chị em được về đây sinh sống và làm việc cũng như xem báo chí thì cũng có wifi đầy đủ hết rồi. Thì đây, bây giờ mình sẽ đi xuống cái con đường này. Đường này là chủ có bao gãy đá không anh? Gãy đá luôn. À. Thì đây anh em ơi, thì bây giờ mình tới đây rồi, mình đi xuống cái đường này là xe hơi nha các anh chị em. Đường này rất là tuyệt vời, chủ làm cũng bằng bự quá ha. Đó. Đây. Thì cái đường này người ta bán cho mình là người ta bao gãy đá nha các anh chị em. Bao gãy đá cho mình là đường này là đường 4m nha các anh chị em. Không, chắc đường này 3,5m à, chứ 4m, 3,5m à. Giờ Hiếu sẽ đi bộ vô trong đất luôn nha các anh chị em. Đường này chủ sẽ bao cho mình, bao gãy đá cho mình để cho mình đi vô bằng phương tiện xe hơi luôn. Thì miếng đất này á, là có một cái diện tích á, trên sổ hồng được công nhận là 2 sổ hồng. Thì một sổ thứ nhất là sổ đất vườn là 500m đất vườn, và sổ thứ hai là 1400 mấy mét đất lúa. Thì 2 sổ hồng gộp lại là 1900 mấy. Thì chủ sẽ bán cho mình với cái giá là 750 triệu, bao hết giấy tờ và đóng thế cho mình ra sổ hồng chính chủ cho các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khi về đây lập nhà vườn sinh sống và làm việc cũng tiện lợi. Thì đất này cách chợ Bình Hòa Nam 2 cây số nha các anh chị em, và trở lại đường quốc lộ N2 và đường tỉnh lộ 816 mất khoảng 4 cây rưỡi số đó. Thì bây giờ anh em thấy không, đường cũng rất là đẹp nè. Vô đây thì đường còn khoảng xe hơi 4 chỗ 5 chỗ ha các anh chị em. 7 chỗ thì đi cũng hơi được, nhưng mà hơi cứng tay lái mới được. Đó thì giá chủ đang bán rất là rẻ cho anh chị em mình để về đây mà sinh sống và làm việc. Đó thì bây giờ gần tới miếng đất rồi anh chị em cô chú ơi. Sát bên là tới rồi. Và đất này là sổ hồng nha các anh chị em, sổ hồng chính chủ luôn. Cái này thì gãy đá lên rất đẹp rồi. Rồi mình sẽ vô đó, mình sẽ nói cái diện tích cụ thể cho các anh chị em. Có khi nào đi nó đúng không? Đâu Tăng? Đâu? Anh chị em ra đây, Hiếu sẽ chỉ cái ranh giới cho anh chị em thấy. Thì cái diện tích mà chủ nói cho mình nghe các anh chị em, chủ nói cho mình là ngang là 19m, hậu dài xuống dưới là 100 nghe các anh chị em. Thì có 2 sổ hồng, một là sổ hồng đất trồng cây là 500m đất trồng cây, và còn lại là 1400 hơn chút xíu đất lúa. Và 2 sổ này chủ bán hết cái diện tích cho mình là 750 triệu còn thương lượng nhẹ, và bao hết tất cả giấy tờ thế má ra sổ hồng cho mình 2 sổ chính chủ luôn nha các anh chị em. Đó thì Hiếu xin chia sẻ lại. Và đất này là tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nha các anh chị em.
Thì đó, đất thì người ta mai có giao luôn anh. Mai lấy lại hả? À, thì chủ nói luôn nha các anh chị em. Đây, từ cái bờ cao cao bên đó đó ha, anh chị em nè. Cái bờ cao cao bên đây anh em chiếu thẳng xuống dưới. Đó, xuống thẳng dưới cái bờ dưới đó, anh em thấy chiếc xe hơi chạy không? Cách mặt đường nhựa tỉnh lộ 816 chỉ khoảng còn một cây đất đó là 50 mét thôi là đụng cái con đường tỉnh lộ 816 rồi. Nếu anh chị em cô chú nào mà có tiền thì sau này các anh chị em mua một cái cây đất ở bên ngoài á, thì anh chị em được là cái miếng đất này nó dài và được là đẹp là vuông, và cái giá ngoài kia thì rất là mắc rồi. Một mét đất bây giờ ngoài kia thì cũng đã lên tới 200 ngàn triệu một mét ngang rồi. Thì anh chị em mà nếu mà có điều kiện mở công ty thì anh em mua được cái mặt tiền ngoài kia, anh em mua được đây nữa thì anh em rất là dài, rất là đẹp. Đó thì Hiếu xin chia sẻ ha. Thì đây ngang từ bên đây, từ bên bờ bên đây đi qua bên đây là 19 mét nha các anh chị em. Đúng 19 mét. Tới đây 19 mét. Anh em chiếu thẳng xuống dưới, anh em thấy chiếc xe tải không? Đó, chiếu thẳng dưới là 100 mét. Thì có hai sổ. Thì nếu các anh chị em có nhu cầu cần mua miếng đất này thì gọi cho Phạm Hiếu là 0913871833. Hiếu xin chân thành cảm ơn các anh chị em cô chú mình đã theo dõi video của Phạm Hiếu bán đất vườn của Thành Lợi Bến Lức Long An và Bình Hòa Nam Đức Huệ Long An. Một lần nữa Hiếu xin kính chúc các anh chị em cô chú mình một buổi chiều luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.